về hôm nay ăn gì, và ngày hôm nay bọn mình quyết định làm tour không mì chính. Đúng rồi, tại sao chúng mình làm tour này? Vì chúng mình biết là có rất là nhiều bạn không thể ăn được mì chính, và đặc biệt là có một nhân chứng sống này là anh Nam Cường. Kiểu anh ấy ăn mì chính là vô dụng sao? Kiểu anh Nam Cường ăn mì chính là kiểu sẽ bị say sẩm, xong mọi người cứ đờ hết cả ra ấy. Nên là mình thấy vậy, mình lo cho anh mình nên mình quyết định làm tour ngày hôm nay để giới thiệu những cái không mì chính cho anh mình ăn. Đúng rồi, sao đi qua một số mà có hai người ăn được mì chính cho tôi thì không? Nhiều bọn mình biết được là sau ổng kế định có nhiều bạn không ăn được mì chính như là Nam Cường, cho nên là pick những cái quán mà rất là hot bây giờ ấy, kiểu hương vị ổn mà không mì chính thì chúng mình cũng đi thôi. Đi quay về hai người là em say sẩm trước, đầu em uống trước, hoặc cần mì chính. Quán đầu tiên của tôi không mì chính ngày hôm nay đó chính là Nam Phở Gà số 2 Lê Duẩn. Bọn mình đã gọi ra rất là nhiều món. Của em là đùi thêm trứng non, gọi thêm một quả trứng trần, nhiều hành. Của mình là phở lưng thêm tim không hành. Còn của mình là phở trộn thêm trứng non. Với những cái cá nhân nào mà ăn phở trộn ấy thì họ đã phải gọi riêng là những cái bát trứng này, hoặc là bát trứng trần, trứng non hoặc trứng trần, để họ nếm nước dùng xem là không mì chính thì hương vị sẽ như thế nào. Và bọn mình bắt đầu nhá. Nào, bọn mình nếm thử hiền nước dùng. Hồi hộp này, cái mạng mình là không biết phân biệt là cái nào có mì chính hay cái nào không mì chính. Cái mạng của mình là mì chính như nào mình biết hết. Tí nữa mình ăn mà mặt mình đơ đơ hoặc mình nói chậm chậm là do mình cũng say mì chính. Được nha. Uầy, ở đấy họ nên nếm đậm đà nhỉ. Phải thử riêng cái nước dùng của cái trứng chân này mới thấy là nước đậm đà như nào ấy. Mình cứ nghĩ là những cái quán mà họ không cho mì chính ấy thì nó sẽ phải hơi thanh thanh, và nó sẽ hơi nhạt hơn so với cả mặt bằng chung ngoài kia. Thế nhưng mà ấn tượng của mình với quán này là ổn đó nha. Cái phần nước dùng với mọi người, cái vị của đầu lưỡi nó sẽ hơi mặn mặn, nhưng mà suối của họ nó lại có vị ngọt ngọt một chút xíu. Quán sẽ dùng bánh phở nhỏ nha mọi người. Mà trông có vẻ rất là mềm ấy. Liệt mới cảm nhận bằng đũa của mà đã thấy mềm rồi. Với quán phở này mình nghĩ là nên ăn sớm có thể để nó đỡ bị nát phở ấy. Ôi bát của mình kiểu siêu nhiều thịt mọi người ạ. Thịt ở đây nó sẽ kiểu rất là mướt, nó kiểu óng ả ấy, kiểu bóng bẩy ấy. Trông kiểu rất là thích. Cái tương ở đây làm cho cái vị nước dùng nó dậy cực kỳ nhiều luôn ấy. Gà của mình gọi là gà đùi nha mọi người nha, là bao giòn luôn. Được đấy. Gà ở đây không chỉ là ngon đấy mọi người, rất là mềm, rất là thơm, nó không bị bở ấy. Mình gọi là phần lưng để mình thích ăn nhiều da. Từ cái lúc mà đã nhìn thấy chị chặt gà chiến thơ định là thấy miếng gà đã rất là ngon rồi. Trông kiểu bóng bóng, ẩm. Có nghĩa là những người mà ương nghệ ngậy như chị Nguyễn Phương Anh là cực kỳ ương luôn ấy. Cái miếng mùi của mình ấy, nó ít da hơn nhưng mà cảm giác ăn nó vẫn có độ ngậy của nó riêng ấy. Đấy. Cái điểm trừ duy nhất hiện tại em tìm thấy được đấy là cái bánh phở nó chưa được dai lắm, nó không bị mềm. Nhìn này. Uầy, lòng đào luôn. Wow. Cái gì vậy bà nội? Nó nhìn mình quá. Chưa ăn lòng đào, chưa ăn lòng đào bao giờ. Đây bây giờ nói này, về cái phần nước trộn đấy mọi người thì nó sẽ thiên về vị đậm đà của Maggi một chút xíu, chứ nó sẽ không kiểu có chút vị ngọt giống như kiểu các hàng trộn khác. Đây thế thôi. Với em thì em sẽ thích ăn kiểu nó hơi thêm ngọt ngọt một chút xíu nữa thôi. Còn đây sẽ thiên vị mặn. Sao? Đúng là nhiều Maggi thật nhưng mà đâu có mặn. Cái miếng nước rồi thăng long xem toàn bánh thôi, có thịt. Không sao. Không sao. Cảm nhận thôi mọi người. Không, ý là không mặn mà. Để quay lại chủ đề chính ngày hôm nay đó chính là không mì chính. Thì mình thấy đối với quán đầu tiên họ không dùng mì chính nhưng mà gia giảm bằng những cái loại gia vị khác, thì mình thấy hoàn toàn thành công nha mọi người. Cảm giác ăn không bị hụt hẫng, không bị thấy là thiếu hẳn cái gia vị gì khiến cho bát phở trở nên tệ đi, mà ăn nó rất là ổn, rất là khá nha. Và bát ở đây thì mình thấy là rất là vừa phải, không bị no quá, ăn xong rất là nhẹ nhàng vừa phải. Giá ở đây thì mình thấy khá là vừa phải với lượt là xé chỉ có 30.000 thôi. Lượt của chị Phương Anh là 40.000. Đùi của mình là 40.000. Đấy, thêm về kia khoảng tầm 50-60 gì đấy. Mức giá ok ấy. Mà đây còn là quán ở trên phố ấy, nên là về em thấy như thế là rẻ ấy. Với không gian thì mọi người sẽ ngồi ở ngoài vỉa hè này, và có cả không gian ở trong nhà nữa nha. Bọn mình đều thích ngồi vỉa hè hơn, nó sẽ thoáng hơn. Không thích. Đi về đi, cảm giác quay người ngoài. Đi về đi. Đấy, và nói chung là nói là ngồi vỉa hè nhưng mà cũng không bị kiểu gọi là chật hẹp quá đâu mọi người ạ. Nắng
rau các thứ, nói chung là chỗ ngồi thoải mái. Thế chị em sẽ các bạn giới thiệu ấy ạ, thì quán mình là không dùng mì chính đúng không ạ? Ừ, nhà mình không dùng mì chính, 100% là không dùng mì chính. Thế tại sao chị lại quyết định là không dùng mì chính? Thật ra là nhà chị không ăn mì chính, nên là thành ra là chị sẽ không nấu và không dùng mì chính. Với là kiểu thói quen gia đình đúng không? Thói quen gia đình, nấu theo kiểu gia đình. Chúng mình đã đến quán thứ hai rồi. Đây là bún mắm cô Hai Thu nằm ở số 42K Lý Thường Kiệt. Ngày hôm nay thì bọn mình đều đi quay vào cái giờ trưa hết. Và quán đầu tiên thì cảm thấy là đông, cái mức độ khách cũng ổn. Nói chung là cũng có người ra người vào. Nhưng mà đến quán này vào thì có cả không gian là ngoài là vỉa hè và bên trong nhà rất là rộng mà sạch sẽ, nhưng mà rất là đông nha mọi người. Mát nữa, mát ở rất đông, rất có điều hòa luôn. Nghe chúng mình đang từ Hà Nội, chúng mình bay ra miền Tây đấy, chúng mình ăn bún mắm. Đấy không phải là giọng miền Tây đấy, cái giọng miền người Trung, người Hoa pha ấy. Bọn mình đã gọi ra hai mát đầy đủ, mát đặc biệt. Có giá là tô đầy đủ là 65.000, tô đặc biệt là 90. Ngoài ra thì có tô heo quay 45 và tô chả cá heo quay 50 nữa. Mọi người có thể gọi thêm những topping ăn kèm mà tính thêm tiền. Mình cảm giác là cái tô đặc biệt của mình là mọi thứ nó double ấy lên ấy. Đó, mình thì ăn bún mắm một vài lần ở trong Sài Gòn rồi thì mình thấy là bún mắm ở Hà Nội trông nhiều hơn hẳn. Nó vẫn là cái tiêu chí không mì chính nha mọi người. Miếng nước đầu tiên mình nếm thì là đậm đà này, nhưng mà vẫn là hoàn toàn có vị ngọt nhá. Đúng. Chứ là vị ngọt không từ mì chính thôi. Cái mùi mình nghĩ là nó rất là nhẹ nhàng, nó thoang thoảng, nói chung nó cũng đậm đà, kiểu nồng lên luôn ấy. Mình nghĩ là cái vị ngọt đây nó sẽ đến từ hai cái, một cái là từ cái nước hải sản, với là thứ hai là chắc là có đường nữa. Sợi bún này thì sẽ gần giống sợi bún bò Huế mọi người, tức là nó to hơn sợi bún ngan bình thường. Một bát đầy đủ sẽ có cái topping là thịt heo quay này, có cá, có mực, có tôm, có một miếng chả cá, cà tím. Của mình cũng như thế, nhưng double lên. Thôi đủ. Trời ơi, cái miếng chả cá quên rồi, mọi người trông to chưa? Chấm vô miếng mắm á. Chắc chấm ở đây như kiểu có pa cà me nữa sao, chút chua chứ. Nhưng mà dễ ăn nhá, dễ ăn ngon, thương ngọt dịu dịu ấy, em thử xem. Đây đúng không? Đúng rồi. Yummy. Mình cảm giác topping ở đây rất là chỉn chu ấy. Cái thịt heo quay của mình thì mì giòn, thịt mềm và ăn nó không bị hôi, rất là ok. Và chưa kể là ở đây chúng ta có tôm, tôm ở đây thì ở cỡ trung thôi nhưng mà trông nó có vẻ rất là chắc. Và quan trọng là được lột vỏ rồi nha. Cái cá của mình ăn, cái độ thơm của cá nó chưa được hoàn chỉnh hoàn hảo lắm ấy. Và nó hơi mềm quá ấy, nó chắc hơn một tí nó sẽ ngon hơn. Mình vừa ăn một miếng mực của mình khá là tươi, khá là giòn đúng không? Quá đỉnh luôn. Mực ăn ổn đấy mọi người nhá. Nói chung là với một cái bát bún ấy mà ở đó có hải sản ấy thì nếu như mà hải sản không ngon này, bị nhũn này, không chắc này, óp các thứ thì nó sẽ kéo cái giá trị của bát bún xuống rất là nhiều. Nhưng mà khi mà những cái topping hải sản không cần phải ngon quá xuất sắc nhưng mà trong cái mức độ là kiểu ăn được, cũng không cần quá to mà bị ổn bị chắc thì mình thấy là bát bún nước đẩy lên chất lượng rất là cao. Con tôm khá chắc thịt ấy. Đây chả cá mọi người ơi. Chả cá ở đây sẽ hơi thiên vị ngọt ngọt một chút xíu, nhưng mà mình thấy cũng khá là đậm vị ấy chứ. Anh thấy ok nha. Mình là một người hình như là ăn bún mắm chỉ duy nhất một lần khi mà mình ở miền Nam ấy. Mình nhớ ký ức ở đấy thì cảm giác là vị rất là mạnh. Đúng rồi. Mà nó rất là nồng và sộc. Thế nhưng mà khi mà bún mắm này ở Hà Nội thì mình nghĩ là họ đã điều chỉnh lại vị cho dịu một chút. Có mùi mặn nhưng mà dịu thôi. Thế là nhẹ nhẹ thôi, mọi người hoàn toàn có thể thử được và không bị kiểu bất ngờ quá ấy. Về cá nhân mình thì với một cái bát mà không sử dụng mì chính mà vẫn kiểu tròn vị như này ấy, mình thấy khá là ok nha, hợp với khẩu vị của mình. Nói về một chút cái lợi và cái hại của mì chính thì mình nghĩ là có rất là nhiều gia đình họ sống không thể thiếu mì chính được, có nghĩa là đấy là một cái gia vị truyền thống ấy, không thể thiếu được. Nhiều khi mà pha bát nước mắm không có mì chính họ cũng cảm thấy là kiểu không ấy chấm thiếu, bị hơi cứng ấy, trong mì chính nó sẽ mềm hơn. Thế nhưng mà cũng có nhiều người không thuộc mì chính và đây là một điển hình. Bây giờ nhà em ở dưới Hạ Long vẫn ăn mì chính rất là đều, món nào cũng cho mì chính, nhưng mà trong 18 năm đầu của đời của mình thì mình vẫn ăn bình thường. Nhưng cho đến khi mình lên Hà Nội và mình vào không nên ăn gì thì mình bắt đầu bị có vấn đề nhiều hơn mì chính. Thì khi mà mình ăn mì chính thậm chí là dù ít thôi nhá thì mình cái tác động nó sẽ chậm chậm hơn, nhưng mà chung quy sẽ là cảm giác đau đầu, rồi mệt mệt, xong rồi kiểu người nó say sẩm ấy, chậm chậm nó không được nhanh nhạy như bình thường ấy. Những người mà như mình cũng ăn mì chính rất là khổ ấy. Chị biết nhiều người là ăn mì chính bị nóng gáy này, bị nóng gáy hoặc là bị tự nhiên mỏi tay mỏi chân, người đờ ra luôn. Không sao đâu mọi người, như là Thu Hà mà ăn mì chính ấy là hàng đất luôn ấy, thế là hàng không bao giờ ăn bún chả. Chị ạ, em nghe mọi người giới thiệu là quán mình không sử dụng mì chính đúng không ạ? Thế tại sao quán mình lại quyết định không sử dụng mì chính hả chị? Chị là chị cũng nấu từ cái bữa cơm của nhà mình ra thôi. Là nhà chị là không ăn mì chính.
nên là cũng nấu cho khách hàng là cũng không bị chín luôn. Nhưng mà chị thay thế nó bằng là cái xương ống. Em ăn thì cũng thấy vị ngọt nhưng mà không biết là ngọt từ đâu. Nên là phải ra để hỏi chị. Xương. Cái hương vị này ấy, là mình về Hà Nội mình có gia giảm không hay là nó là cái hương vị chuẩn? Có em, chị có điều chỉnh đấy cho phù hợp đấy. Thế cái nếu mà không thì chị có một bát nước cốt riêng đây này. Thì là khách hàng mà muốn ăn thêm vị mắm thì cho vào. Đặc biệt chị cũng là người miền Tây mọi người. Món bún mắm rất là ngon nha, nhớ đến đây thử nhá. Đấy, cái là trộm vía là hai quán đầu là khá là ok rồi đấy. Thì chúng mình sẽ đến quán thứ ba thôi. Và đây chính là quán cuối cùng trong tour không ý chính ngày hôm nay. Đây là quán bún cá Đồ Sơn Hải Phòng ở số 178 xã Đạt. Đúng rồi. Cường thì gọi bún cá chấm này, còn hai bọn mình đều là hai bát đầy đủ, mình là không hành. Ngoài ra thì chúng mình có gọi thêm cái phần này là lòng nhồi thịt bò cá nhá. Mọi người đến quán này ăn thì mọi người hãy gọi thêm một phần này rất là ngon. Ở trong bát đầy đủ cũng có một vài miếng thôi, nhưng mà kiểu để ăn đã hơn ấy. Mọi người nên gọi một đĩa, còn cái này là bọn mình được chị chủ tặng này. Măng thì là 5.000 một bát. Đầu tiên chúng mình hãy thử nước dùng. Bất ngờ luôn. Bất ngờ không, mình ăn rồi. Sao cái vị của em nó toàn vị rau cải nhỉ? Đây em bắt chính tại vì đây là chấm mà. Ê, nước dùng rất thơm mùi cá. Nó kiểu ngọt thanh thanh ấy mọi người. Rồi cái bát mà chị thấy là chưa ra dạng gì, chưa thêm ớt thêm quất gì mà vị như này thế là đậm đà. Đúng rồi. Và nó cũng có vị ngọt. Đúng chính không? Xác. Chị gái hình như là cái này không phải là cái tao tặng đâu, mà đây là lê cá chấm của em chưa? Lê cá chấm của em chưa? Mình à? Mình à? Không phải đâu. Mình hay lanh á. Bây giờ nó mới biết. Chị treo em đúng không? Người bình thường. Wow, hóa ra hai chúng mình là nạn nhân của trò đùa chị Song Viên. Sao lại nạn nhân? Thôi là ơi. Em không biết. Em tưởng là tặng thật. Và đặc biệt là quán ở đây người ta có một cái cam kết là vì chất lượng cuộc sống, cam kết nói không với mì chính, thực phẩm bẩn và hóa chất độc hại. Đấy rất là quan tâm về sức khỏe của người tiêu dùng nhé mọi người. Cái miếng cá bên ngoài mới sờ tôi đã thấy độ giòn của nó như nào ấy. Không biết là có bị cứng không ta. Một bát đầy đủ thì mình thấy khá là nhiều nhá. Mình có một khúc cá thu này, cá rô phi này, có lòng hay là dạ dày này. Và có cái phần lòng nhồi thịt bò. Này em cho phép mọi người ăn thử cái cá này, quay bên ngoài giòn lắm. Đấy, mình vừa thử một miếng dạ dày cá mọi người, thì mình thấy là nó khá là dai, giòn, sần sật. Có một điều là cái dạ dày được tẩm ướp trước đấy rồi, nên là ăn nó sẽ kiểu hơi có vị mặn hơn so với nước dùng một chút xíu. Cái cá thu rất là ngọt. Mà nó không bị bở quá. Cả miếng cá người ta chiên vẫn giữ độ giòn bên ngoài, độ ẩm bên trong, xong ngấm với cả cái phần nước dùng ấy, ăn nó kiểu siêu ngọt ấy. Kiểu đây là quán thứ ba rồi ý, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là quán này kiểu siêu ngon ấy. Nếu mà quán này chúng mình ăn đầu tiên thì chắc nó kiểu bùng nổ vị giác ấy. Ôi nhưng mà mình thề luôn là đây là cái hàng bún cá chấm giòn nhất mà mình từng ăn ấy. Nó giòn lắm mọi người, nó giòn rôm rốp. Ngon nhở? Thơm á. Với cái nước dùng không mì chính thì mọi người thấy như nào, có ổn không? 10 điểm. 10 điểm. Thế nó không bị kiểu như là bị thiếu hụt hẳn. Đúng rồi. Nó vẫn đậm, vẫn ngọt. Nó vẫn ngon đấy mọi người ạ. Mà nó còn hợp khẩu vị của em. Cho mọi người cái lòng nhồi thịt bò đấy nhá. Nó mềm mềm, dai dai, thơm. Cảm giác hơi thoáng qua mùi lạp xưởng một chút, nhưng mà nói chung là nó rất là ngon đấy mọi người, nên thử. Mình ăn ngay mình thấy là kiểu nó không bị nhiều mỡ quá. Nó cũng có mỡ nhưng mà nó sẽ kiểu đan xen điểm suýt một chút xíu thôi. Thì nó sẽ cân bằng ấy, nó không bị quá khô mà nó không bị quá ngấy. Mình nghĩ là lựa chọn phù hợp là gọi một bát bún nước xong gọi thêm cá bên ngoài để chấm mắm mọi người ạ. Nó rất là trọn vẹn luôn ấy. Với những cái thêm giòn đúng không? Đúng rồi. Mình rất ấn tượng với cái độ chiên giòn, nên sao nó có thể ngon như thế. Nhưng mà cá trong vào nước cũng vẫn giòn nha, chứ không quá ỉu á. Nước mắm thì khá là vừa phải, không bị mặn quá ấy. Nên là việc ăn với bún có thể khá là ok. Ở đây mình nghĩ là điểm trừ khác với cả những nơi khác đó chính là măng cay họ tính phí. Nhưng mọi người cứ thử ăn và xem, tại vì là cái măng ở đây nó không quá gắt như những nơi khác. Thế cả là bởi vì cái bát bún nó cũng chất lượng mọi người, nên là cái thời gian chuẩn bị nó cũng hơi lâu một chút đúng không? Nhưng mình phải đợi tầm khoảng 15-20 phút thì được ăn bát bún này. Nhà cũng ngon mà cũng xứng đáng với trải nghiệm của chúng mình phết. Hai cái khoảng thời gian mà đông nhất của quán thì rơi vào tầm khoảng 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa và từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối đến cái giờ mọi người hay ăn nhiều ấy. Quán này ngon thật, xứng đáng được nhiều người biết đến nha. Mức giá ở đây thì bát thường sẽ rơi vào tầm khoảng 35.000, bát đặc biệt là 60, bát đặc biệt thêm lòng cá các thứ thì là 70. Nói chung là mình thấy với cái mức giá này cũng khá là ok so với trải nghiệm mình, vì là cái bát bún nó rất là nhiều ấy mọi người. 60.000 bát này mình thấy là ổn áp nha.
về không gian thì Quảng chỉ có một cái tầng một như này thôi, không có vỉa hè, cho nên là mình thấy là với lúc đông thì là hơi chật, hơi thiếu bàn, mọi người sẽ phải đứng chờ. Nhưng mà bàn ghế ngồi thì nói chung là cũng ổn, không bị ám mùi quá. Đúng rồi, vẫn có điều hòa các thứ đâu. Nhưng mà tổng kết lại số này cũng thành công nhỉ? Thành công phết. Và đó là ba quán mà mình muốn gợi ý cho mọi người. Những người mà không ăn được mì chính thì đúng có rồi. Thêm những cái địa điểm để nốt vào. Ngoài ra với những người vẫn ăn được mì chính thì mọi người vẫn có thể hoàn toàn đến thử. Đúng rồi. Nó rất là ngon, phải tầm 8 điểm trở lên. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video ngày hôm nay của chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người. Bye bye, nhớ like, share và subscribe cho Nancy. Yeah.